Nợ tiền trả thịt. Biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn như thế để chữa bệnh cho con bây giờ. Số tiền lớn như thế tôi làm gì có chứ. Chú cũng biết đấy, nhà tôi cũng đâu có hơn gì nhà chú. Biết làm sao bây giờ? Cả cái làng này đều phải chạy từng bữa ăn, thì lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế? May ra thì còn nhà Phú Ông. Nhưng Phú Ông thì nổi tiếng độc ác, thù dai và hách dịch, chẳng coi ai ra gì. Cũng khó lắm, nhưng chẳng còn cách nào. Chú cứ thử xem sao. Rõ khổ thằng bé quá. Vâng, cảm ơn bác. Thằng bé nhà mình đã từng có lần làm thằng con Phú Ông ngã, tí nữa thì ông ấy đốt cả nhà. Làm sao mà ông ấy cho mình vay chứ? Nhưng mà cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi. Có chuyện gì mà thập thò ngoài đây? Dạ bẩm ông, con có chuyện gì thì nói nhanh lên. Dạ bẩm ông, thằng bé nhà con nó đang bị bệnh nặng lắm, phải cần 100 bạc để chữa bệnh, mà con thì túng quá nên đành mạo muội sang đây, xin ông cứu giúp ạ. Ngươi còn dám phát mặt sang đây mà vay mượn nữa à? Dạ con biết lỗi của con rất lớn, nhưng xin ông làm ơn làm phúc ạ. Còn hắn đã làm con trai ta ngã chảy cả máu chân, chẳng nhẽ ta lại cho hắn vay tiền dễ dàng thế hay sao? Ta đã có cách, 100 bạc đối với ta chẳng là gì, nhưng vừa được tiến thúc, vừa bắt hắn phải trả giá. Thôi được, thương nhà ngươi, ta sẽ cho nhà ngươi vay tiền. Ông sẽ cho con vay tiền ạ? Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Nếu sau 2 tuần đúng giờ ngọ ngươi không trả được nợ, thì ta sẽ lấy của ngươi 1 cân thịt. Tự tay ta sẽ làm điều đó. Ông xẻo 1 cân thịt trên người con? Đúng vậy. Nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Làm thế nào bây giờ? Không có tiền thì thằng bé sẽ không qua khỏi. Đã đến nước này thôi thì dạ vậy con xin vâng ạ. Làm sao mà ngươi có đủ tiền để trả cho ta cơ chứ? Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Trời ơi, xoay mãi mới đủ tiền, bây giờ đã quá ngọ mất rồi, làm thế nào đây? Thế nào, đã có tiền trả nợ cho ta chưa? Dạ thưa ông, con chật vật mấy ngày nay mới gom đủ số tiền trả nợ ông, bây giờ con xin trả ông. Nhờ có nó mà thằng cu nhà con mới hết bệnh à. Thằng này xoay tiền cũng giỏi phết, nhưng không sao, may làm sao mà thoát được chứ. Ngươi có nhầm không vậy? Đến 12 giờ trưa nay là đã hết hạn rồi, bây giờ đã là 1 giờ chiều, có trả tiền ta cũng không lấy nữa. Bây giờ ngươi phải thực hiện giao ước đi. Thưa ông. Thưa gửi gì? Bắt hắn lôi về cho ta. Con xin ông. Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Kính chào quan lớn ạ. Các ngươi làm gì mà ầm ĩ giữa đường thế? Thưa quan lớn, tên này vay tiền của con và đã giao ước nếu đến hạn mà không trả được nợ, con sẽ tự tay cắt 1 cân thịt trên người hắn. Bây giờ quá hạn rồi, vay mà hắn còn định trốn. Nhận của quan lớn ở đây, mong ngài phân xử giùm. Dạ, thưa quan lớn, hôm nay đến hạn, con đã đi hết làng trên xóm dưới gom đủ số tiền trả Phú Ông, chỉ chậm có 1 khắc giờ thôi. Vậy mà Phú Ông không nhận, nhất quyết đòi lấy thịt con. Mong quan phân xử ạ. Lại có kiểu vay lãi kỳ cục và độc ác như vậy sao? Hóa ra dân nghèo vẫn phải chịu khổ như thế này, vô lý. Có thật ông không muốn nhận lại tiền không? Dạ vâng ạ. Nếu vậy thì cứ làm theo ý ông. Ôi, đội ơn quan lớn, quan lớn quả là sáng suốt. Bay đâu, lôi nó về cho ta. Khoan, nhưng ông phải làm đúng yêu cầu này. Tự tay ông sẽ xẻo 1 miếng thịt của anh kia, vừa đúng 1 cân. Nếu miếng thịt thừa hoặc thiếu dù chỉ 1 gram, cả nhà ông sẽ bị tử hình. Ngoài ra, tất cả gia sản cũng bị tịch thu.
làm sao mà xẻo được đúng một cân chứ. Tôi không muốn đòi một cân thịt của hắn nữa. Xin cho tôi đòi lại số tiền vay thôi ạ. Không thể được. Lúc nãy ông đã chối không nhận tiền mà chỉ đòi cân thịt. Vậy ông cứ làm. Nếu không làm thì ông sẽ phải nộp phạt 1.000 đồng vì tội chống quan. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi không đòi gì nữa ạ. Tiền cũng không ạ, mà thịt cũng không ạ. Vậy thì ông hãy nộp phạt rồi ngồi tù 4 năm vì tội độc ác, dùng tiền để áp bức người khác. Tội đó cần phải trừng trị. Trời ơi. Đội ơn quan lớn. Đội ơn quan lớn. Là chính mình. Mèo, cứu tôi với. Mẹ ơi, tiếc quá, con vồ trượt mất con mồi ngon này rồi. Ồ, thực ra thì nếu là một con chuột khác cũng đáng tiếc thật đấy. Nhưng đó chỉ là một con chuột nhắt gầy guộc, xấu xí nhất mẹ từng thấy đấy. Vâng, mẹ nói thật đúng. Con chuột đó vừa xấu xí, lại vừa hôi hám nữa. Sao trên đời lại có con vật bẩn thỉu xấu xí đến thế chứ? Không đẹp đẽ, oai phong như loài mèo chúng ta. Mình thật là bất hạnh, đã không có tài cán gì, lại còn xấu xí, hôi hám. Ồn ào quá. Ai lại ngồi đây mà khóc thế? Không để yên cho ta ngủ gì cả. Ồ, vị thần này chắc hẳn có rất nhiều quyền phép. Biết đâu ông ấy có thể giúp được mình. Mọi người đều chê con xấu xí, ai cũng khinh thường con. Xin ngài hãy giúp cho con. Đừng có khóc nữa, ta ghét nhất là tiếng khóc, nhức hết cả đầu. Thôi được rồi, người muốn ta giúp thế nào? Xin ngài hãy cho con biến thành mèo. Lũ chuột kia thấy con sẽ vô cùng khiếp sợ và nể phục cho xem. Mình đã được trở thành mèo. Phải rồi, mình dọa cho chúng một phen. Mèo, cứu tôi với. Đáng đời chúng bay. Hả? Suýt nữa thì toi, làm mèo chẳng sung sướng gì cả, con ngày mất mạng chứ chẳng đùa. Thần rừng ơi, xin ngài hãy xuất hiện. Thần rừng ơi, đã giúp ngươi rồi, ngươi vẫn còn làm phiền ta nữa hả? Mau đi khỏi đây ngay. Thưa thần rừng, làm mèo cũng chẳng sung sướng gì, suýt nữa thì con đã chết dưới sự hung tợn của chó. Xin ngài hãy giúp con. Không, ta đã giúp ngươi rồi, hãy mau đi đi, để cho ta yên. Nếu ngài không giúp con thì con cứ khóc ở đây cho đến chết thì thôi. Thôi được rồi, người nói đi, một lần này nữa thôi. Là chuột thì sợ mèo, mèo thì sợ chó, mình phải trở thành gì đấy nhỉ? Là gì thì mới không sợ ai nữa, mới có thể khiến mọi người nể phục. Thế nào rồi, mau đưa ra quyết định. À, phải rồi, làm voi. Voi to khỏe, đến sư tử hay hổ báo còn phải nể voi vài phần. Voi vừa có sức mạnh, vừa được mọi người yêu quý. Ngài hãy cho con làm voi. Ôi! À ha, mình thật là oai phong làm sao. Ai cũng nể sợ mình,
bây giờ mình không còn bị khinh thường nữa. Chuột, chuột. Ôi, mình quên mất là voi sợ chuột. Voi cũng không bằng chuột. Cuối cùng thì ngươi lại sợ hãi với chính bản thân mình. Bản tính hèn nhát, luôn trốn tránh khó khăn, thì dù có biến thành gì đi nữa thì vẫn vậy thôi. Phải rồi, ai cũng có nhược điểm. Thay vì thần tượng một ai đó rồi cố biến thành họ, thì mình cần phải nỗ lực rèn luyện bản thân, tạo ra dũng khí mạnh mẽ để dám đối diện trực tiếp với đối thủ. Thì dù mình có là một con chuột nhỏ bé, mình vẫn có thể khiến đối phương to lớn, kinh hãi. Từ đó, chuột trở nên lạc quan yêu đời và luôn tự hào về chính bản thân mình. Phần thưởng cho sự chân thật. Thưa bệ hạ, người không nên lo nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Khanh bảo không lo sao được, ta giờ cũng đã già yếu rồi, không đủ sức để cai quản đất nước được bao lâu nữa. Giờ có lẽ cũng đã đến lúc phải tìm một người kế vị rồi. Dạ, nhưng thần nghĩ việc này rất khó thưa bệ hạ. Bệ hạ không có hoàng tử nói giỏi, vậy phải làm sao đây ạ? À? Số ta hẩm hiu, không có một mụn con nào. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, ta nghĩ sẽ chọn một trong những đứa trẻ trong vương quốc làm con nuôi, rồi sẽ bồi dưỡng để sau này thành người kế vị. Chọn một đứa trẻ dân thường làm người kế vị, điều đó liệu có được không ạ? À? Được, ta sẽ có cách. Nhóc bẩn thỉu kia, ở đâu ra mà cũng đòi mơ làm người kế vị chứ? À, cái thằng kéo xe thuê ở chợ ấy mà. Trồng mấy hạt hoa này thì có gì mà khó chứ. Tớ sẽ chăm cho cây hoa này thật đẹp. Đã đến kỳ hạn rồi mà chậu hoa của mình vẫn không nảy mầm. Sao lại như vậy chứ? Mình đã chăm sóc rất cẩn thận rồi. Lạ quá, không biết mọi người khác thế nào nhỉ? Mình phải ra xem mới được. Hoa của tớ nở đẹp chưa này? Cũng đẹp, nhưng hoa của tớ còn đẹp hơn. Chắc chắn đức vua sẽ thích hoa của tớ. Hoa của các bạn ấy thật là đẹp. Hay là mình đi mua một chậu hoa khác thay thế? Không được, như thế thì mình sẽ thành kẻ nói dối, không thể làm như vậy được. Vì sao cháu không mang hoa đi nộp mà lại ngồi đây? Hoa của cháu không nảy mầm, cháu đem đi nộp thì được tác dụng gì cơ chứ? Nhưng mặc dù hoa của cháu không nở, nhưng cháu đã cố gắng hết sức. Và cháu phải cho mọi người biết điều đó chứ. Hãy mang chậu hoa của cháu đến đấy. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Thưa hoàng thượng, người xem chậu hoa này đẹp quá. Chậu hoa kia còn đẹp hơn nữa. Thật không ngờ những hạt giống người cho lại ra nhiều giống hoa đẹp đến thế. Ê, dạ thưa hoàng thượng, hàng ngàn chậu hoa đẹp đến vậy cho các cậu bé gieo trồng. Lẽ nào không chậu hoa nào lọt vào mắt của người sao? Đúng vậy, tất cả đều không đúng ý của ta.
Này, cậu bé đến đây làm gì vậy? Dạ, cháu đến đây dự thi. Cậu không hoa mà còn dự thi sao? Còn định phá bỉnh đấy à? Đi, đi ra khỏi đây ngay. Có chuyện gì đằng kia vậy? Bẩm hoàng thượng, có một cậu bé trồng hạt giống không ra hoa, cũng đòi vào dự thi. Thần đang đuổi cậu ta đi ạ. Khoan hãy đuổi, gọi cậu bé đó vào đây cho ta. Cậu bé à, đây là hoa của cháu sao? Dạ, thưa đây là hoa của cháu. Cháu đã chăm sóc rất cẩn thận, nhưng không thấy nó nảy mầm. Cháu cũng không hiểu tại sao ạ. Ta đã tìm thấy người thích hợp để kế vị rồi. Chính là cậu bé này. Sao hả? Sao lại là cậu bé này? Sao lại như vậy chứ? Không thể nào. Đúng vậy, hoa của nó có nảy mầm được đâu mà lại được chọn làm người kế vị chứ. Mọi người hãy nghe đây, những hạt giống hoa ta phát cho các người đều đã được nấu chín rồi. Vậy sao có thể nảy mầm được chứ? Tất cả các người đều lừa gạt ta. Chỉ có cậu bé này là người thật thà nhất. Đó là lý do ta chọn cậu bé này là người kế vị. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.